Các bạn đang nghe truyện từ kênh Tiên Hiệp Audio, xin hãy cho mình một like và một đăng ký kênh để nhận thông báo tập tiếp theo, cũng như là động lực để mình tiếp tục ra video đều hơn, xin cảm ơn. Thần Sủng Tím Hóa, tập 78. Chương 536, hát qua. Càng về sau sự chênh lệch về đẳng cấp cũng khiến cho cao bằng kinh hải. Phải biết đại tử có phẩm chất thần thoại, dù phẩm chất đỉnh phong của con Huyền Hải Ngân Dực Tam Đồng mãn kia đạt được đến sử thi nhưng trước mắt nó chỉ là tinh nhuệ. Khoảng cách giữa tinh nhuệ và thần thoại còn có những ba cấp bậc hoàng mỹ, sử thi và truyền thuyết nữa. Thần thoại so với tinh nhuệ cao hơn trọn vẹn bốn bậc. Dù vậy, cũng phải cần A Ngốc và A Bang hiệp trợ mới có thể giết được con huyền hải ngân dược ba đồng mãn này. Cho dù một phần nguyên nhân là do đại tử không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, nhưng thực lực tăng trưởng quá lớn khi tăng lên đẳng cấp khiến cho cao bằng không thể coi thường đẳng cấp nữa. Mỗi một lần tăng phẩm chất cần có tài liệu, muốn thu thập được cũng muôn vàng khó khăn. Nhưng nếu dùng công sức sang chuyên tâm tăng đẳng cấp của ngự thú, thực lực còn tăng trưởng nhanh hơn tăng phẩm chất rất nhiều. Trong lòng cao bằng nóng lên. Nhìn lại các bộ lạc thượng cổ mà xem, từ việc bộ lạc tăng đồng chém giết anh thiên thụ có thể nhìn ra được phần nào, người của các thị tộc bộ lạc thượng cổ không coi người trên địa cầu hiện tại là đồng bào. Có thể quan sát cách người Châu U đối phó với người Anh điên khi phát hiện đại lục mới là hiểu. Không thể thỏa mãn điều kiện tiên quyết là có thực lực đủ để bảo vệ mình thì tất cả chỉ là hư ảo, thậm chí những con ngự thú có phẩm chất cao của mình cũng sẽ bị ngấp nghé. Mặt khác, Cao Bằng muốn tăng phẩm chất là vì trái đất có thế giới áp chế. Chỉ cần ngự thú của mình có phẩm chất cao hơn mới có thể chiếm ưu thế trong số các quái vật đồng cấp. Nhưng đẳng cấp cũng rất quan trọng ảnh hưởng rất lớn tới thực lực mà việc tăng đẳng cấp lại dễ hơn tăng phẩm chất hơn nữa còn có một vấn đề cần nghiệm chứng nếu mình bỏ các ngự thú có đẳng cấp vượt quá giới hạn của trái đất vào trong không gian ngự thú liệu có thể lén lút đem chúng về bên kia không những hành vi lợi dụng sơ hở để lách luật này luôn cực kỳ kích thích mà mình chỉ cần dẫn đi thôi dù cứ giấu chúng trong không gian ngự thú không thả ra cũng được cao bằng thở ra nửa năm rồi, thực sự hắn khá nhớ nhà. Nhưng hắn biết, lúc này mình chưa thể quay về. Tục ngữ có nói, giàu mà không về quê khác nào mặc áo gấm đi đêm. Nhưng lúc này mình còn chưa giàu, làm sao dám quay về. Hắn nghĩ, ít nhất cũng phải đến lúc có một con ngự thú đế cấp và một đoàn hoàng cấp mới có thể tính là khá giả. Bộ lạc tan đồng kia có ngự thú đế cấp, mà cũng chỉ là một bộ lạc nhị lưu nếu mình không có nổi một con ngự thú đế cấp, chẳng phải còn không bằng cả một bộ lạc nhị lưu sao? nghĩ vậy, ước muốn về nhà của hắn nhạt đi vài phần. người phân giải con quái vật đế cấp này đi, tốt nhất là phân giải ra chút đồ tốt ấy. cao bằng lấy tế đàn trên lưng a ban ra, nói với người tí hon màu đen. dù cao bằng đã cố gắng khống chế cảm xúc, nhưng mơ hồ có thể thấy được vài phần tự đắc trong câu nói kia. Người tí hon màu đen vất vả đem con huyền hải ngân dực tam đồng mãn lên tế đàn, lúc này nó giống một con rắn nhỏ màu bạc nằm cuộn mình. Phân giải một con ngự thú đế cấp, người tí hon màu đen kia không có vẻ xúc động gì, tựa như đây là một chuyện rất bình thường. Được thôi, ta sẽ cố gắng phân giải cho ngươi đồ tốt một chút. Người tí hon gật đầu rồi xoa xoa hai tay, nói đi cũng phải nói lại, cũng lâu lắm rồi ta không phân giải ngự thú đế cấp không biết tay nghề có xuống cấp hay không cao bằng nghe xong hơi biến sắc ta nhớ ngươi còn chưa có tên ta có tên ta tên là tế đàn đại thiết cát ta nói với ngươi rồi đấy nó cảnh giác đáp ờ cao bằng giật mình gật đầu nhưng đó là tên tế đàn dù ngươi và tế đàn là cùng một thể nhưng ngươi cũng là khí linh của tế đàn ta cứ gọi ngươi là tế đàn đại thiết cát thì đâu có được cứ như thể ta đang gọi cái tế đàn ấy. Người tí hon màu đen hồ đồ, ta và tế đàn là một mà, ngươi cứ gọi ta là, ta gọi ngươi là Hắc Qua nhé. Hắc Qua im lặng. Không được, làm sao ngươi, tên rất hay đó. Tiểu Hoàng đập một tay lên tế đàn, ta còn tưởng cao bằng sẽ đặt tên cho ngươi là Tiểu Hacker, không ngờ lại lấy cho ngươi cái tên dễ nghe như vậy. Tiểu Hoàng lại đập đập tế đàn thêm mấy cái nữa. Tế đàn rung lên loãng xoảng hắc qua, được rồi, ngươi vui là được. Hắc qua lười từ chối, dù sao cũng chỉ là một cái tên để gọi thôi. Nó đã từng có rất nhiều tên, thêm một cái tên hắc qua cũng không có gì. Rồi những cái tên này sẽ tiêu tán trong dòng sông thời gian. Một trăm vạn năm, một ngàn vạn năm, một trăm triệu năm, thậm chí còn lâu hơn nữa, khi biển cả hóa thành nương dâu, khi núi cao biến thành đáy vực, ngay cả ký ức cũng sẽ trở nên mơ hồ một cái tên, một cách gọi, một danh hiệu, có ai nhớ kỹ chứ? Cao Bằng dí tay lên trán Hắc Qua đẩy nó ngửa ra đằng sau, người tí hon màu đen đứng không vững ngã ngồi lên tế đàn, ngây ngốc cái gì thế? Mau đi làm việc đi. Thời gian dài thế nào, thời gian xa xưa bao nhiêu đều như một cái bọt biển bị đầu ngón tay của Cao Bằng đâm thủng. Hắc Qua trừng mắt với Cao Bằng, nhưng nó vẫn còn đắm chìm trong quá khứ, lúc này suy nghĩ không hiểu được, cũng lười so đo với hắn. Hắc qua bắt đầu làm việc, Cao Bằng mới xử lý vết thương cho A Bang. Trận chiến đấu vừa rồi khá kịch liệt, hắn còn chưa kịp dọn dẹp. Các ngự thú khác được thu vào không gian không bị thương, chỉ có A Bang và A Ngốc bị thương. Trong đó, thương thế của A Bang là nghiêm trọng nhất, độ cao hơn 800 mét gần như bị sang bằng hai tầng chỉ còn 600 mét. Đồng thời, ngoài cơ thể xuất hiện vô số hố to to nhỏ nhỏ, còn có mấy vết nứt suýt nữa chặt đứt cả cơ thể nó lấy thân phận vương cấp mà có thể tham dự trận chiến chấn động này, A Bang có thể tự kiêu được rồi. Trong trận chiến, kích thước của A Bang có ưu thế rất lớn. Dù kích thước quá lớn có nhiều điểm bất tiện, nhưng tổng thể mà nói thì lợi vẫn nhiều hơn hại. Nhưng nếu có thể biến hóa linh hoạt to nhỏ trong lúc chiến đấu mới là tốt nhất. Dù tiểu thảo có năng lực trị liệu nhưng đẳng cấp của nó vẫn còn thấp, mà vết thương của A-Bang cũng không cần nó trị liệu. A-Bang rời xa bờ biển một đoạn ngắn, đặt mông ngồi xuống, thu hết móng vuốt lại, sau đó nhắm hai mắt nằm ngáy o o ngay bên bờ biển. A-Bang ngủ say, vết thương trên cơ thể dần dần khép lại. Cao bằng cảm giác được mặt đất rung lên không ngừng. Mặt đất vỡ nứt, đất đá từ sâu trong lòng đất không ngừng chảy ra tụ lại trên cơ thể A-Bang. Đất đá nhập vào cơ thể A-Bang, ngưng kết thành lớp áo giáp núi đá cứng rắn. Bên cạnh, ngoại trừ địa ngục vô tướng thụ thì mấy con vong linh vương cấp do a ngốc khôi phục đều đi tới trước mặt nó rồi quỳ xuống xương của chúng ào ào vỡ ra từ nơi nước vỡ và trong xương sọ có hồn diễm bốc lên sau đó hội tụ lại rồi nhập vào cơ thể a ngốc thông vệ những hồn diễm này xong các vết nứt trên xương cốt a ngốc cũng dần dần khép lại tốc độ vết thương lành lại có thể nói là bác tiên quá hải hiển lộ thần thông bên cạnh Đại tử và Cao bằng cửu biệt trùng phùng cũng ngồi ôm nhau trò chuyện thân thiết. Cao bằng hỏi thăm kỹ càng hôm đó tại sao nó lại biến mất, nửa năm nay ở đâu. Đại tử cũng không giấu giếm, cả những chi tiết không hiểu cũng kể hết cho hắn nghe. Nghe xong hắn mới biết, đại tử đã đi qua hai thế giới khác nhau. Mà nghe giọng điệu bất bình kia của nó thì hẳn là nó bị đuổi ra ngoài, chỉ có điều tên ngốc này vẫn còn chưa biết, còn tưởng có quái vật nào đánh lén sau mông nó. Chuyến đi này của đại tử quá xảo hợp, tựa như có một bàn tay vô hình nào đó điều khiển tất cả. Chương 537, Di đảo biển sâu Tu dưỡng trọn vẹn suốt một tháng, A Bang mới hồi phục thương thế từ trận chiến đấu trước đó. Sau khi chấn thương lành lại, Cao Bằng đưa mấy con ngự thú của mình đi săn thú ở bờ biển trong mấy tháng. Nơi này giáp với hải vực, lưng tựa vào bình nguyên, Vô lượng là giống loài quái vật hay độ phong phú cũng không phải địa phương khác có thể so sánh được. Hơn nữa bởi vì có tế đàn phân giải, cho nên đối với thi thể quái vật cũng có thể lợi dụng tối đa. Không thể không nói quái vật bên trong hải vực có lẽ bởi vì bản thân chúng sinh hoạt ở bên trong biển nên đều có kháng tính mạnh với thủy nguyên tố. Cho nên cũng phân giải được rất nhiều năng lực kháng tính đối với thủy nguyên tố. Cao bằng phân cho tất cả ngự thú dưới trướng của mình nuốt trái cây kháng tính thủy nguyên tố. Trừ điều đó ra trong mấy tháng này, ngự thú dưới trướng cao bằng đều có mức độ tăng trưởng đẳng cấp khác nhau. Thực lực đề thăng rõ ràng nhất là A Bang, từ cấp 59 đột phá nhảy lên đến cấp 61, trở thành con ngự thú hoàng cấp thứ ba dưới trướng cao bằng. Ngự thú có đẳng cấp càng thấp thì khả năng đề thăng càng cao, nhưng mà đại tử vẫn là cấp 69 như trước, hoàn cảnh nơi này cũng không phải rất thích hợp giúp cho đại tử có thể thần tốc trưởng thành. Cao bằng chấp hai tay phía sau, trên chiếc cầm mọc lên một tầng râu ria rậm rạp, mày rậm mắt ưng, sống mũi cao thẳng. Trên người tỏa ra khí thế thành thục hơn so với một năm trước khi vừa tới thế giới hắc vụ. Những ngự thú khác cũng đều hoặc nhiều hoặc ít có một chút cải biến. Quái vật bị người ký kết huyết khế mới đựa xê gọi là ngự thú, nếu như không có tầng huyết khế này trói buộc, bọn chúng kỳ thật chính là quái vật nguyên thủy trong vùng hoang dã. Nửa năm kinh lịch này chỉ là kích hoạt ra thú tính vốn tồn tại ở đáy lòng bọn chúng mà thôi. Thủy triều bên bờ biển dâng lên, âm thanh thủy triều hỗn tạp cuốn lên từng đợt sóng mạnh. Tiểu hoàng với thân thể cường tráng chìm nổi biến bất giữa bọt nước tung tóe, giữa hai cánh tráng kiện thấp thoáng có thể thấy một đầu cá lớn đang dãy dụa, đầu của nó bị cùi chỏ của tiểu hoàng gắt gao kẹp lấy. Trong chốc lát, con cá lớn cuối cùng bị tiểu hoàng vỗ một chưởng trúng đầu không dãy dụa nổi nữa. Cao Bằng, có bữa tối rồi. Tiểu Hoàng mình trần còn động nước chưa khô mang thi thể Minh Hoàng ngư từ trong biển lôi ra, sải bước đi tới. Cái tên nhà người, vừa mới nhận được một năng lực mới đã muốn đi thử ngay. Cao Bằng cười mắng. Được, vậy bữa tối nay ăn món này. Ngươi mang cá đi xử lý nội tạng đi. Ngày hôm qua vừa mới phân giải được một vài quái vật mới. Từ trong thi thể quái vật này phân giải ra được một trái cây năng lực làn da cứng cỏi LV4, Tiểu Hoàng không có lông không có vảy nên rất thích hợp với loại năng lực này. Khi vừa mới cho Tiểu Hoàng phục dụng trái cây này, hôm nay lập tức đi vào bên trong biển tìm quái vật chém giết. Trải qua nửa năm không ngừng liệp sát quái vật và đưa những quái vật này phân giải, nguyên nhân đám Tiểu Hoàng có thể trưởng thành nhanh như vậy cũng có một phần công lao không nhỏ của Tế Đàn nhưng loại ngự thú hệ thủy mà Cao Bằng muốn ký kết huyết khế lại không có manh mối tin tức nào. Cũng không phải là không gặp được quái vật hệ thủy vương cấp, thậm chí đến cả quái vật hệ thủy hoàng cấp cũng gặp được một con. Nhưng mà con quái vật hệ thủy hoàng cấp này chỉ có phẩm chất phổ thông, hơn nữa về mặt năng lực cũng không có làm cho người ta hai mắt tỏa sáng. Cao Bằng cũng chẳng muốn phí công phu đi thu phục làm gì, chỉ là đứng từ xa lường một cái khiến nó quay đầu bỏ chạy. Đương nhiên Cao Bằng sẽ không ký kết với một con ngự thú hệ thủy mà còn phải tự mình vất vả khổ cực tiếp tục bồi dưỡng nó. Tốt nhất là sau khi ký kết huyết kế sẽ lập tức hình thành chiến lực, như vậy cũng có thể tiết kiệm thời gian cho chính mình. Hiện nay đẳng cấp và phẩm chất của những ngự thú theo mình đều được đề thăng, linh hồn lực còn dư lại của Cao Bằng cũng chỉ miễn cưỡng còn có thể ký kết với một con quái vật hoàng cấp. Hơn nữa đẳng cấp vẫn không thể quá cao nhiều lắm là quái vật cấp 62, cấp 63 mà thôi. Nhưng ở đây là bên bờ biển, có thể gặp hải quái hoàng cấp đã rất khó rồi, nếu muốn gặp quái vật hoàng cấp có phẩm chất cao chỉ sợ phải xâm nhập sâu vào bên trong biển mới được. Hiện tại Cao Bằng còn đang suy nghĩ chuyện này. Đi vào trong biển khẳng định phải đem đại đa số ngự thú thu vào không gian, như vậy cũng trì hoãn tiến độ phát triển. Nhưng nếu như không đi vào bên trong biển mà mong muốn ở vùng biển cạn gặp được quái vật phù hợp, chỉ sợ không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào mới được. Ký kết với một ngự thú hệ thủy có chiến lực cao là rất cần thiết, bởi vì 70% địa hình trên trái đất chính là biển. Nhiều khi có được có một con ngự thú am hiểu hải chiến cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Đã quyết định. Vậy thì đi làm luôn. Cao bằng rất quyết đoán, ban đêm sau khi ăn xong bữa tối liền lập tức đem những ngự thú khác thu vào trong không gian sau đó cùng đại tử bay vào chỗ sâu bên trong biển rộng nửa năm qua cao bằng cũng không có nhàn rỗi đã điều tra địa hình xung quanh một cách đại khái trừ chỗ sâu bên trong biển rộng bởi vì trong biển không có vật mô phỏng theo khó có thể ghi lại nhật ký cao bằng nhớ rõ có một lần vào lúc đại tử bay sâu vào bên trong biển từng xa xa trông thấy một điểm đen dường như là một chỗ hải đảo Tuy nhiên sau đó làm như thế nào cũng không tìm lại được tòa đảo này, Cao Bằng còn tưởng rằng là chính mình nhớ lầm. Lần này bay rồng rã suốt nửa ngày, ngày trước chưa từng có lần nào bay lâu như vậy. Sau 10 phút từ lúc ra biển đã không nhìn thấy đường chân trời sau lưng, xung quanh tất cả đều là hải dương mênh mông bát ngát. Ngẫu nhiên trong biển có thể thấy được một chút quái vật nhảy ra khỏi mặt nước, nhấc lên bọc nước mãnh liệt. Từ phía xa Cao Bằng nhìn thấy bên phải phía trước có một cái điểm đen. Cao Bằng vỗ vỗ đầu đại tử, chúng ta đi sang bên kia nhìn xem. Ngay sau đó, Cao Bằng rốt cuộc cũng trông thấy rõ đây là một hòn đảo sang hô tồn tại ở trong biển đá ngầm. Mực nước ở phiến khu vực này rất thấp, từ trên không trung đã có thể trông thấy đáy của chỗ nước cạn. Dưới đáy có phần đá ngầm lớn, phía sau càng có một tòa đảo hoang lớn có diện tích chừng trên trăm km. Thảm thực vật có trên đảo thưa thớt, gần như tất cả đều là nham thạch trụi lũi trên hòn đảo có một vài con chim làm tổ trên không trung có thể thấy từng con chim lớn lông trắng bay lượn xung quanh lướt qua mặt biển nhất lên một con cá cao bằng rất cẩn thận đầu tiên là quan sát hòn đảo hoang này sau khi xác nhận chỉ là một hòn đảo đá ngầm bình thường mới bảo đại tử hạ xuống theo đại tử hạ dần xuống mấy con chim lớn màu trắng ở trên hòn đảo phát ra tiếng kêu uy hiếp thậm chí không sợ nguy hiểm dốc sức liều mạng công kích đại tử từ mỏ chim của một con bạch điểu phát ra ánh sáng màu xanh giống như đạn pháo bay ra khỏi nòng súng vọt tới đại tử. Đại tử quét cái đuôi qua liền đem nó đánh bay, nhưng mà sau đó lại có thêm càng nhiều bạch điểu hung hãn không sợ chết dốc sức liều mạng đánh tới. Bọn chúng không sợ chết sao? Đại tử nhíu mày. Cao bằng đưa mắt nhìn thấy trong các tổ chim trên đảo có những quả trứng chim trắng loá, dừng lại chốc lát, bọn chúng hẳn là sợ chết. Quên đi lúc ngươi hạ xuống đi chết về phía nam một chút hạ xuống trên hòn đảo nhóm bạch điểu bên kia không ngừng đập cánh trong miệng phát ra tiếng kêu đe dọa trông thấy bọn người cao bằng không có tiếng đến gần thêm một bước tiếng kêu từ bạch điểu cũng trở nên hòa hoãn đi rất nhiều thử bảo đại tử dậm chân một cái xem thử trình độ chắc chắn của lớp đá ngầm trước mắt lớp đá ngầm này nhìn qua có vẻ cứng rắn trên thực tế lại khá giòn nên không thể đem thả a bang ra ngoài Cao Bằng nhìn về phía những con bạch điểu kia, Cao Bằng đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng. Hắn vậy mà trông thấy một con bạch điểu mang phẩm chất sử thi. Tên quái vật, thanh bạch phong điểu phẩm chất quái vật, phẩm chất sử thi đẳng cấp quái vật, cấp 45 đặc tính quái vật, phong rống, thôn nhã cuồng phong, tật phong kình thảo. Hiệu quả hiệu quả bị động, sau mỗi một lần sử dụng phong nguyên tố thì tốc độ sẽ gia tăng, tốc độ phong nguyên tố cũng sẽ gia tăng, nhiều nhất có thể trồng chất lên 9 tầng. Hiệu quả hiệu quả bị động, lúc sử dụng phong nguyên tố có thể dễ dàng đánh xuyên mặt nước. Hòn đảo này thật sự là hiếm thấy. Chính mình một đường đi tới không gặp phải một con hải quái phẩm chất sử thi nào, không ngờ bây giờ lại nhìn thấy được một con bạch điểu có phẩm chất sử thi. Chương 538, hang động dưới đáy biển. Con thanh bạch phong điểu này có địa vị rất cao trong bầy chim, những con chim khác đều rất sợ hãi nó trong mấy ngày tiếp theo đó cao bằng ở lại trên đảo trở thành hàng xóm với đám bạch điểu này ngay từ đầu những con bạch điểu này còn rất sợ hãi với nhóm cao bằng cẩn thận cảnh giác đề phòng nhưng mà sau một thời gian ngắn thì buông lỏng cảnh giác chỉ cần cao bằng không tới gần cũng sẽ không để ý cao bằng phát hiện ra con thanh bạch phong điểu mang phẩm chất sử thi này cũng là một con đại ngựa giống mỗi ngày từ sáng sớm trên cơ bản đều không có ngừng nghỉ trừ khi ăn uống và ngủ thì tất cả thời gian còn lại đều dành để làm chuyện kia đồ ăn cũng không cần nó đi săn bắt mỗi ngày đều có một đoàn thanh bạch phong điểu khổ cực đi vào trong biển bắt cá sau đó đem đồ ăn bắt được giao cho con thanh bạch phong điểu phẩm chất sử thi này đêm khuya vắng người đại đa số thanh bạch phong điểu đều đã ngủ chỉ có số ít mấy con đang xem nhau bay lượng cảnh giới trên không hòn đảo Cao Bằng nhìn thấy con Thanh Bạch Phong điểu phẩm chất sử thi này đứng ở trên một khối đá ngầm yên lặng nhìn hướng ra ngoài biển, có vẻ rất phiền muộn. Đồ dâm tặc này, vậy mà giả bộ thâm trầm. Tiểu Hoàng thấy cảnh đó thì nhổ một bãi nước bọt, khinh thường nói. Một lát sau, con Thanh Bạch Phong điểu phẩm chất sử thi quay người đi xuống phía dưới. Di chuyển quanh vài vòng, sau đó chui vào một trong số các hang động. Liên tiếp mấy ngày sau, Mỗi ngày vào ban đêm con thanh bạch phong điểu cấp sử thi đều sẽ tiến vào trong cái sơn động kia, sau đó rạng sáng mới rời khỏi, đây là Lưu Quang nói cho Cao Bằng biết. Nếu như chỉ là đi vào ngủ thì lại không giống. Bởi vì cái con sử thi thanh bạch phong điểu này cũng có sào huyệt ở bên ngoài, rạng sáng mà ra liền quay về sào huyệt với vẻ mặt mỏi mệt buồn ngủ. Thời gian lâu sau, Cao bằng hoài nghi con thanh bạch phong điểu này có phải cất giấu cái gì đó ở bên trong sơn động hay không, trong đó chẳng lẽ là tàn bảo thất của nó. Lại qua một ngày nữa, nhóm giống cái thanh bạch phong điểu trên đảo vì tranh đoạt quyền giao phối với con thanh bạch phong điểu phẩm chất sử thi này mà vung tay đánh nhau. Tiểu hoàng thấy thế có chút hâm mộ, Cao bằng mở miệng nói, ngươi thật sự cũng đã trưởng thành, có muốn ta tìm cho người một con vịt mái hay không? Cao bằng chân thành nói với tiểu hoàng. Tiểu hoàng mặt già đỏ lên, nhưng bởi vì da mặt quá dày nên màu đỏ ửng không thể thẩm thấu ra bên ngoài. Ta! Ta không có hâm mộ. Tiểu hoàng lắp bắp không dứt, loại cuộc sống không có truy cầu chính là cấp thấp. Hừ! Tiểu diễm lạnh lùng quét mắt một vòng nhìn về nhóm mẫu thanh bạch phong điểu ở phía xa, vì tranh đoạt quyền giao phối mà vung tay đánh nhau. Nó kêu ngạo kêu lên, đây đều là một đám chim không biết giữ trong sạch, quả thật đem mặt mũi loài chim chúng ta vứt đi hết. Nghe thấy tiểu hoàng nói, tiểu diễm còn không nhịn được mở miệng châm chọc, ta thấy ngươi còn rất hâm mộ, đúng là không nhìn ra con vịt mày rậm mắt to nhà ngươi lại là cá mè một lứa với loại ngựa giống lông trắng kia. Hôm nay tính tình của tiểu diễm tựa hồ rất tệ, đem tiểu hoàng và đầu thanh bạch phong điểu cấp sử thi kia châm chọc không biết bao nhiêu lần, cuối cùng vẫn là tức điên lên, nhìn xem đám chim làm sự tình nam nữ giữa ban ngày ban mặt há miệng liên tiếp phun ra đại hỏa. Đám chim kia sợ tới mức hoảng loạn chạy tứ tán khắp bốn phía, con thanh bạch phong điểu cấp sử thi kia cũng bị dọa chạy, hốt hoảng bay ra khỏi hòn đảo. Đợi đến khi tiểu diễm đi xa, tiểu hoàng mới lén lút đi về, tiến đến bên tai cao bằng nhỏ giọng nói, chủ nhân, cái con chim béo kia sao lại trở nên tức giận như thế? Cao bằng nhìn về phía tiểu hoàng, kinh dị nói, chẳng lẽ ngươi không biết? Tiểu Hoàng vẻ mặt ngờ nghệch, gãi gãi sau gáy, "Ta biết." "Ta biết cái gì?" "Chẳng lẽ là đang ghen tị ta gầy hơn so với nàng?" Vừa nghĩ như vậy, Tiểu Hoàng đã cảm thấy rất có thể, vì vậy không nhịn được lắc đầu liên tục, thể chất của nàng ta chỉ hít không khí cũng đã mập rồi, ta cũng không có biện pháp, cùng lắm về sau ta bớt nói nàng ấy hai câu mập là được. "Ngươi a." "Ai?" Cao bằng nhìn Tiểu Hoàng một cái, bóp cổ tay thở dài, con ngự thú ngốc nghếch này, thật sự là dùng bản lĩnh để độc thân. Ngay cả chính mình cũng nhìn ra điểm khác thường, vậy mà con vịt ngốc này lại còn không nhận ra. Không thấy ngự thú dưới trướng mình đông như vậy, nhưng mà Tiểu Diễm lại đi tìm ai nói chuyện. Chỉ cần có cơ hội, Tiểu Diễm liền mở miệng ba câu không rời khỏi Tiểu Hoàng. Cái gì mà Tiểu Hoàng trọc, Tiểu Hoàng ngốc, Tiểu Hoàng hôm nay lại đi làm cái gì? Có khả năng người ta thích ngươi ngốc thế ta cũng không muốn tham gia nữa. Cao bằng bất đắc dĩ nói. Nói xong vẫy tay một cái, tiểu hoàng ngươi đi cùng ta tới đây, chúng ta đi nhìn xem trong sơn động của con thanh bạch phong điểu kia giấu cái gì mà ban đêm mỗi ngày nó đều lén lút chạy tới. Sơn động không lớn, thậm chí có chút thấp, tiểu hoàng còn phải không người mới có thể đi vào. Hang động càng lúc càng thấp, tiếp tục đi sâu vào bên trong chính là đi xuống phía dưới, nhưng mà bốn phía cũng không bị thấm nước vào, chỉ là trong huyệt động có chút ẩm ướt mà thôi. Cao bằng không người tiếp tục đi sâu vào bên trong. càng hướng vào sâu bên trong thì hang động càng mở rộng, rất nhanh liền đến điểm cuối. Dưới đáy hang động rộng rãi rất sạch sẽ, ở bốn phía xung quanh có một chút bong bóng chậm rạp chằng chịt sinh trưởng ở trên vách đá. Bong bóng rất lớn, bình quân có đường kính một mét. Bên trong từng cái bong bóng đều có một chút đồ vật kỳ quái. có chân bạch tuộc, càng con cua. Tiếng vẫy cá trong biển đều là những vật phẩm nổi bật đặc thù của Hải Dương tiểu hoàng rất tò mò muốn duỗi ngón tay ra đâm thủng bong bóng bên cạnh thì bị cao bằng ngăn cản không biết những vật này là cái gì thì không nên tùy tiện lộn xộn tiểu hoàng A một tiếng sau đó ngoan ngoãn đứng ở sau lưng cao bằng cũng không dám lộn xộn nữa Tuy nhiên con mắt vẫn thỉnh thoảng đảo loạn nhìn xung quanh bộ dáng rất tò mò cùng ục trong huyệt động truyền ra một tiếng ùng ục rất rõ ràng, tựa như có đồ vật gì đó đang nôn bong bóng. Cao bằng cảnh giác nhìn quét qua bốn phía. Trừ những cái bong bóng này thì không có vật khác, âm thầm hỏi thăm Tiểu Hoàng có nhìn thấy cái gì đó hay không. Tiểu Hoàng cũng không có phát hiện. Cao bằng không khỏi âm thầm nhăn mày. Tuy rằng đẳng cấp của Tiểu Hoàng không cao lắm, thế nhưng Tiểu Hoàng có phẩm chất không thấp hơn nữa bởi vì nó tương đối ngốc cho nên trực giác rất nhạy bén đây cũng là thượng đế đóng nó một cánh cửa cũng vì nó mở ra một cánh cửa sổ đi bởi vậy nếu như ngay cả tiểu hoàng cũng không có chút phát giác nào điều đó nói rõ đồ vật đó âm thầm che giấu vô cùng sâu trong lòng cao bằng nảy sinh thoái ý mãi dương quả nhiên rất thần bí đang muốn kiềm chế lòng hiếu kỳ của bản thân quay người rời đi sau lưng lại truyền đến một tiếng ba một cái bong bóng phát nổ Cao bằng quay đầu lại đã nhìn thấy một cái bong bóng trong suốt nổ tung, chính giữa bên trong là một cây rong biển ngâm đen. Ngay trong chớp mắt khi bong bóng nổ tung, cây rong biển cũng bại lộ trong không khí. Đây không phải là hình ảnh hư ảo. Mùi tanh mặn nồng đậm tràn ngập trong không khí. Trong lòng cao bằng bừng tỉnh, sau một khắc cây rong biển bại lộ trong không khí đột nhiên đón gió tăng vọt. Cây rong biển điên cuồng lắc lư, phản phất cái đầu với mái tóc ngăm đen dày đặc điên cùng bành trướng, thời gian mỗi một cái hô hấp thể tích liền tăng trưởng gấp đôi. Cây trong biển này khi tiếp xúc với những cái bong bóng xung quanh thì hướng vào phía trong tránh đi, sau đó dọc theo không khí bơi về phía cao bằng. Chương 541, Khế ước bình đẳng Ta biết vị trí một số quái vật trong biển có phẩm chất rất cao. Như vậy đi, nếu như ngươi không hài lòng thì đi tới chỗ khác, tới lúc ký kết được mới thôi, như vậy được chưa? bàn đại hải cũng lười tốn nước bọt để nói với cao bằng da mặt người này dày tới mức nó cũng không thể tưởng tượng được mình đã bày tỏ thái độ rõ ràng tới như vậy rồi mà hắn vẫn muốn ký huyết khế với mình mình phải nói người này da mặt dày hay là nên nói ánh mắt của hắn quá tốt đây cao bằng ôm bàn đại hải tìm một khối đá ngồi xuống thật ra ta cũng hiểu được vì sao ngươi không muốn ký kết huyết khế với ta dù gì thì bàn đại hải ưu tú như ngươi cũng không thể nào tùy tiện làm ngự thú cho người khác được không thể nào ăn nhờ ở đậu nhà người ta được có đúng hay không lời nói cao bằng mang ý vị sâu xa ánh mắt như cá chết của bàn đại hải hơi nhảy lên nó không trả lời vấn đề của cao bằng nhưng ý nghĩ của nó cũng rất rõ ràng ngươi không muốn khôi phục lại thực lực sao cao bằng xoa cái đầu lớn của bàn đại hải ngươi muốn khôi phục phẩm chất khẳng định không dễ dàng nếu không sẽ không tới mức đến bây giờ mà ngươi mới chỉ khôi phục tới phẩm chất tinh nhuệ. Như vậy đi, bây giờ ngươi đã rơi vào trong tay ta rồi, muốn ta thả ngươi đi là chuyện không thể nào, nhưng ta có thể để cho ngươi dễ dàng khôi phục lại phẩm chất cũ. Nếu như ngươi không đồng ý thì ta cũng không giết ngươi, ta sẽ giữ ngươi ở bên cạnh rồi sau đó sẽ tìm một cái hố chôn ngươi xuống. Cao Bằng nói rất thành thẩn. Câu nói này Cao Bằng nói rất thật lòng, không có tí gì là giả bộ. Bàn đại hải. Bàn đại hải nhìn Cao Bằng trầm mặt không nói, nó chưa gặp qua dạng người này bao giờ. Cao Bằng đưa bàn tay đặt ở trên trán bàn đại hải, dùng linh hồn lực câu thông với bàn đại hải, thử ký kết huyết khế cùng nó. Linh hồn cảm giác được không gian ý thức của bàn đại hải. Xuyên qua một mảng hỗn độn đen kịch, sau một thắc linh hồn buông lỏng, ngay sau đó trước mắt xuất hiện một mảnh thế giới ý thức mênh mông liếc nhìn lại đó là một đại dương vô tận nhưng lúc này nó đang ở trạng thái yên lặng mặt biển không có chút rung động nào bóng loáng giống như một mặt gương khổng lồ tựa như không gian ý thức vùng biển này đã chết mất đi sức sống cao bằng cúi đầu nhìn xuống ngay dưới lòng bàn chân hắn có một khu vực nước nhỏ vẫn đang sống thỉnh thoảng nó lại sôi trào một chút nổi lên từng vệt sóng gợn lăng tăng ầm ầm trên bầu trời có một tia lôi đình màu lam nổ tung rơi vào mặt biển giống như muốn chém đại hải kia thành hai khúc trong chớp mắt hải dương đang yên lặng kia bỗng thức tỉnh hải dương cuồn cuộn sóng lớn mãnh liệt sương mù mông lung trên bầu trời thiểm điện dày đặc từ sâu trong đại hải có hai luồng hoàng quang nhấp nháy diện tích hoàng quang cực lớn mỗi một luồng hoàng quang còn lớn hơn cả một hòn đảo sắc mặt cao bằng vẫn không đổi bình tĩnh nói bàn đại hải ngươi làm gì vậy? Làm càng. Phạm nhân hèn mọn, ngươi đánh ta một cái thử xem. Cao bằng cắt ngang lời nó. Cao bằng thấy rất rõ ràng, đẳng cấp tên này chỉ có cấp 50, ngay cả vương cấp đều chưa có tới, hơn nữa phẩm chất trước mắt cũng chỉ là phẩm chất tinh nhuệ, nếu so linh hồn lực thì cũng chưa chắc đã mạnh bằng hắn. Dù sao mình cũng ký huyết khế với hai con ngự thú hoàng cấp có phẩm chất truyền thuyết trở lên, Linh hồn lực của mình dù chưa đạt tới trình độ hoàng cấp nhưng cũng không kém bao nhiêu. Cho nên chính mình không phải sợ cái gì, nếu thật cứng đối cứng cũng chưa biết được ai thảm hơn ai. Hai đoàn ánh sáng ở sâu trong hải dương kia vẫn nhìn chầm chầm cao bằng, trong thoáng chốc cao bằng cảm giác trước mắt xuất hiện phong bạo diệt thế, còn có sóng lớn nghiêng trời lệch đất đang đánh về phía mình với một tốc độ khủng khiếp. Sóng lớn và phong bạo xuyên thấu qua thân thể của hắn, đây cũng chỉ là một luồng ảo cảnh thế nào, ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Ta và ngươi ký kết huyết khế, đây chỉ là một tầng bảo hiểm mà thôi, bình thường ta cũng không đối xử hà khắc với ngự thú của mình. Quan hệ của chúng ta là đồng bạn bình đẳng với nhau, hơn nữa ta cũng sẽ tôn trọng ý muốn của ngươi. Ngươi nói ngươi có thể giúp ta khôi phục phẩm chất. Bàn đại hải đột nhiên hỏi. Đúng. Như vậy đi, nếu như ngươi không tin lời ta nói, trước tiên ta có thể giúp ngươi khôi phục lại phẩm chất hoàng mỹ nhưng sau khi ta giúp ngươi khôi phục phẩm chất thì ta không muốn ngươi tiếp tục cò kè mặt cả nữa không cần nếu như ngươi dám lừa gạt ta ta tự nhiên có biện pháp để ngươi sống không bằng chết bàn đại hải âm trầm nói trong hư không lóe ra một cái khế ước màu máu nhưng ở chính giữa khế ước có từng đường vân màu lam xung quanh khế ước còn có thần quang màu lam lấp lóe ngươi dám ký sao Bàn Đại Hải hỏi. Cao bằng nhíu mày nhìn cái khế ước trước mặt, hình dạng của nó có chín phần tương tự với huyết khế, dù là hình dạng hay hoa văn phía trên đều rất tương tự với huyết khế. Nhưng sở dĩ huyết khế được xưng là huyết khế cũng không phải là bởi vì nó cần đem ngón tay cắt ra một vết thương đổ máu, đây chẳng qua là phương pháp sử dụng lúc linh hồn ngự sử không đủ mạnh mà thôi đương nhiên khi linh hồn lực ngự sử mạnh tới một trình độ nhất định thì có thể trực tiếp câu thông với quái vật để ký huyết khế sở dĩ huyết khế được xưng là huyết khế là bởi vì màu sắc của nó là đỏ như máu như một tấm da dê được ngâm mấy tháng trong vại đầy máu tươi nhưng trên bề mặt tấm huyết khế mà bàn đại hải triệu hoán ra còn có từng phù hiệu màu xanh lam lần đầu tiên cao bằng nhìn thấy những phù hiệu này hắn liền nghĩ tới hải dương và phong bạo nhìn qua thì đây cũng không giống như một khế ước nghiêm chỉnh đây cũng là huyết khế chỉ là hơi sửa lại điều khoản bên trong một chút bàn đại hải từ tốn nói cao bằng đem ý thức kéo dài vào trong rất nhanh sau đó hắn đã cảm giác được nội dung bên trong huyết khế cao bằng nhắm mắt lại bắt đầu cảm giác đây là một phần khế ước bình đẳng bàn đại hải sẽ trợ giúp cao bằng chiến đấu trong phạm vi năng lực cho phép mà cao bằng cũng cần phải hỗ trợ bàn đại hải tấn cấp phẩm chất đồng thời cũng có hạn chế thời gian. Nếu như Cao Bằng không thể trong khoảng thời gian 10 năm, trăm năm, 300 năm, 500 năm, một 000 năm giúp nó khôi phục mỗi phẩm chất tương ứng thì huyết khế này sẽ tự động được giải trừ, đồng thời Cao Bằng sẽ bị phản vệ linh hồn. Bàn đại hải nhìn Cao Bằng khiêu khích. Ngươi có dám ký phần huyết khế này không? Cao Bằng bình tĩnh vương tay phải ấn lên huyết khế huyết khế bột phát ra kim quang sau đó biến mất dung hợp vào trong cơ thể cao bằng và bàn đại hải. Một ngàn năm. Buồn cười. Coi như chưa hoàn thành cũng là chuyện một ngàn năm sau. Ký kết huyết khế xong, Cao Bằng rời khỏi không gian ý thức bàn đại hải, một lần nữa mở mắt. Cao Bằng vỗ cái đầu to tròn của bàn đại hải nói. Lúc trước ngươi có nói ngươi biết vị trí một số hải quái phẩm chất cao đúng không, bây giờ ngươi đã là ngự thú của ta rồi, chúng ta có vinh cùng vinh, ngươi dẫn ta đi tới chỗ bọn nó thôi. Sau khi ký kết huyết khế cao bằng nhìn bàn đại hải thì phát hiện có một bộ phận thuộc tính trước đó không có xuất hiện bây giờ đã được giải phóng, có khả năng là vì ký kết huyết khế khiến liên hệ giữa bọn họ càng mật thiết hơn. Nhu cầu tấn cấp phẩm chất hoàng mỹ, trái tim xà long thú ít năm, thâm hải cự hình hải đái 100 tấn, kim cương tu sa tích truy cốt 10 tấn. Ngươi là heo sao? Cao bằng kinh ngạc. Cao bằng cẩn thận tính toán một lần. Chỉ tài liệu đã cần mấy trăm tấn, cái thể trọng của ngươi có căng hết cỡ chắc cũng chỉ được 30 kg thôi. Cao bằng cảm thấy mình bị đồ chó hoang này lừa gạt tới thảm rồi, nhưng lại nhất thời nói không ra chỗ nào không đúng. Được thôi, lát nữa ta sẽ dẫn ngươi đi. À đúng rồi. Ngươi biết nơi nào có xà long thú, thâm hải cự hình hải đái, kim cương tu sa hay không? Bàn đại hải nheo mắt suy nghĩ một lát, nói ra một loạt địa danh. Chương 542, 3 năm. Trái đất, Du Châu. Cao Bằng rời khỏi nơi này đã ròng rã 3 năm. Một người từ bừa bãi vô danh đến vang danh thiên hạ cần thời gian dài dằng dặc. Nhưng để gần như tất cả mọi người quên đi thì chỉ cần 3 năm. Mà bây giờ đã qua 3 năm. Từ thời điểm hiện tại, quay ngược lại khi trái đất xảy ra dị biến đã là 8 năm rồi. Xưa nay nếu nhắc đến Cao Bằng thì nhất định mọi người vẫn có thể nhớ có người này, nhưng giờ không còn ai bàn luận về hắn nữa. Giống như trước khi tai biến, Minh Tinh nước Cao Ly vẫn luôn có được nhiều fan hâm mộ ở khu Hoa Hạ, tên tuổi nổi như cồn. Nhưng vì chế độ trưng binh đặc thù của bọn họ, có rất nhiều minh tinh đang nổi không trốn khỏi vận mệnh phải nhập ngũ. Khi thần tượng nhập ngũ, rất nhiều fan hâm mộ sẽ trung trinh không đổi thể hiện với oppa rằng chúng ta sẽ chờ ngươi xuất ngủ trở về đến khi thần tượng hết thời hạn nghĩa vụ quân sự xuất ngủ rồi thì người đi trà lạnh người đã từng là fan hâm mộ của ngươi đã chuyển sang hâm mộ người khác rồi du châu đường đã đồng đây là con đường có nhiều quán ba nổi danh ở du châu khi mới xảy ra tai biến vì có rất nhiều ngự sử rời thành giết quái vật trường kỳ du tẩu mạo hiểm sinh tử không rõ đương nhiên cần có một nơi để phát tiết bầu nhiệt huyết. Sau đó nhân duyên tế hội, cũng bởi vì nơi này xuất hiện một vết nứt không gian ổn định. Nó khiến cho đường đã đồng ở thành khu bách nghiệp của Du Châu lại càng ngày càng phồn vinh. Này, các ngươi nói xem hiện giờ ai là ngự sử mạnh nhất thế giới? Tôi nghĩ là Thái Dương Vương ở khu Anh Quốc. Thái Dương Vương? Không phải hắn đã bị hắc ám Atula Uren đánh bại sao? một người mập mạp mặc áo thun màu lam cười khẩy. Lần ấy Thái Dương Vương bị người ta đánh lén, ngươi không thấy bây giờ Uren bị đuổi giết khắp thế giới sao? Người lên tiếng trước mặt áo sơ mi ngắn tay màu trắng, cánh tay xăm hình kích động cầm một cốc bia lên uống một hơi cạn sạch, bảo ta nói lại, vẫn là Thái Dương Vương mạnh nhất. Mấy người bên cạnh bực bội hỏi lại, tại sao lại là Thái Dương Vương? Dù hắn rất nổi tiếng ở khu Anh Quốc, nhưng cũng chỉ ở phương Tây thôi phương đông chúng ta còn có thanh loan công tử còn có bắc hàn vương bọn họ đều là ngự sử đứng đầu ngươi không thấy thái dương vương rất gợi cảm sao người có xăm hình nghe thấy có người vũ nhục tình nhân trong mộng của mình không nhịn được liền nổi giận tôi nghe nói thái dương vương là nam có người lẩm bẩm nghe vậy mấy người kia đều giật mình sau đó lặng lẽ dịch ghế sang bên cạnh nhưng nói thật hiện giờ hầu hết các ngự sử mạnh nhất thế giới đều thuộc về thị tộc từ thượng cổ sau này còn có đường cho chúng ta sao nói khó nghe chẳng lẽ chúng ta sẽ trở thành người hạ đẳng nghe nói liên minh chính phủ thế giới đã chuẩn bị đưa ra dự luật mới hình như có quan hệ tới các thị tộc thượng cổ có người sầu bi ai tháng một tiếng mấy người các ngươi làm sao thế tại sao lại nâng cao người khác tự hạ thấp mình ông đây nghe mà bực mình một người đàn ông cao lớn ở bàn bên cạnh tức giận đứng dậy sao ở trái đất chúng ta lại không có cường giả chứ ngay ở du châu chúng ta đã có hai vị rồi toàn thế giới càng có không ít bọn ông mới phát triển có mấy năm thôi chờ mấy năm nữa trái đất của chúng ta có mấy tỷ người mỗi người nhổ một bãi nước bọt cũng dìm chết bọn họ rồi giọng nói của tráng hán rất lớn hơn nữa dáng người rất cao to bên bàn của hắn còn có mấy người nữa mấy người bên này liếc mắt nhìn nhau người xăm hình ở cánh tay không cam lòng phản bác lại vậy ngươi kể thử xem là hai vị nào kỹ hàng vũ và cao bằng của tập đoàn nam thiên người đàn ông cao lớn hung hăng trừng mắt với bọn họ bọn họ đều là ngự sử vương cấp uy tín lâu năm ở trái đất chúng ta ba năm trước cao bằng còn được coi là người mạnh nhất đấy vì người có cánh tay xăm hình nhếch miệng lên xem ra chỉ chờ có câu nói này nói đến kỹ hàng vũ kia tôi còn tin, còn cái người cao bằng đó, tôi không phục. Nghe nói có thị tộc thượng cổ đến liền xám mặt chạy trốn tới thế giới hắc vụ, giờ còn không biết còn sống hay chết rồi, loại hèn nhát này cũng được gọi là cường giả sao. Người ngồi đối diện vẫn không nói gì. Người có cánh tay xăm hình và những người bạn cùng bạn không nhịn được vụn trộn kéo cánh tay hắn. Ở chỗ khác hoặc sau lưng ngươi nói thế nào cũng được, nhưng đây là nơi công cộng. Hơn nửa nơi này còn là Du Châu nữa. Có ai không biết một mẫu ba phần đất nơi này đều do công ty bảo an Nam Thiên trông coi, không thấy bảo vệ đứng gác ở cửa kia đều đang nhìn về phía này sao. Dù bị hơi rượu bốc lên đầu, nhưng người có cánh tay xăm hình cũng không ngốc. Khi thấy ánh mắt những bảo vệ kia không thiện chí thì lập tức giật mình, cũng tỉnh ra vài phần, sau đó xám xịt cùng những người bạn còn lại lặng lẽ rời khỏi quán ba. Thiếu động là do tôi quản lý không tốt. Tôi sẽ phái người kéo mấy kẻ kia tới sông Gia Lăng nuôi cá. Sắc mặt Vương Triệu có chút khó coi, vội vàng chạy tới ngồi cạnh người trẻ tuổi mặc quần áo thể thao. Được rồi, anh cũng không thể bịt miệng cả thế giới được. Miệng mọc trên mặt họ, kệ họ nói đi. Cao bằng khoát tay áo, không thèm để ý, thiếu động rộng lượng. Vương Triệu vội vàng vỗ mông ngựa. Cao bằng cười nhạt, anh đó, tuổi còn trẻ thì không nên sốc nổi như vậy. Tôi biết rồi, đa tạ lão hiệu trưởng tài bồi. Vương Triệu hung hăng gật đầu. Vương Triệu là học sinh lứa đầu tốt nghiệp từ thiên các học phủ. Học xong liền vào tập đoàn Nam Thiên nhậm chức, sau đó được phân công đến đường đã đồng, quản lý mọi chuyện lớn nhỏ ở đây. Cao bằng quay đi, thầm ra lệnh cho tiểu thảo qua huyết khế, nguyền rủa mấy người kia một chút, cho bọn họ ốm mấy ngày đi. Cao bằng hít mắt lại, dám nói xấu ta sao? Ta không nghe thấy thì kệ, nhưng bị ta nghe thấy rồi sẽ khác đấy. Tiểu thảo lắc lư cái đầu, mấy sợi lông tơ màu đen lặng lẽ hòa vào bóng tối đuổi theo mấy người kia. Cao bằng nhìn quanh, cười cười, được rồi, anh sắp xếp cho tôi một cái xe. Không cần xe lớn, xe việc giả nhỏ là được rồi. Chờ đợi ở thế giới hắc vụ rồng rã ba năm, quần áo chuẩn bị đều đã mặc hết. Bây giờ quay lại trái đất, cao bằng không tùy tiện đi thẳng về mà liên hệ người bên dưới hỏi thăm thế cục hiện tại trước. Hiện giờ ông ngoại không có gì đáng lo, lão gia tử ăn ngon uống tốt, ngày nào cũng bừng bừng khí thế. Chỉ có điều, từ khi mình rời khỏi trái đất thì ông ngoại rất ít khi ra tay, dù có chuyện gì cũng để cho đám cu li bộ lạc Bạch Long kia đi làm việc. Bọn họ muốn có danh tiếng, ông ngoại cũng bất sức, song phương phối hợp ăn ý với nhau ba năm trôi qua vì ông ngoại không trực tiếp ra tay đồng thời mình cũng đã rời khỏi trái đất nên danh tiếng của tập đoàn nam thiên không còn như trước nữa cây cao chịu gió lớn sau ba năm lắng động tập đoàn nam thiên đã chuyển vào trong bóng tối điều này cũng phù hợp với suy tính của cao bằng khi mới rời khỏi trái đất không ngờ hạn chế của trái đất vẫn chưa được phá vỡ hiện giờ quái vật mạnh nhất vẫn là vương cấp đỉnh phong nhưng tin tức tốt là đám ngự thú của mình có thể tránh trong không gian ngự thú để mang về cao bằng quay đầu lại nhìn con vượng cao lớn màu trắng đứng thẳng sau lưng mình hai tay nó dài quá gối sau lưng mọc hai cánh mắt xanh môi đỏ cái đuôi linh hoạt nhẹ nhàng vung vẩy dù màu sắc và hình dạng đều thay đổi rất nhiều nhưng vẫn có thể lờ mờ nhận ra được bóng dáng của tiểu hoa đi thôi chúng ta về nhà xem cao bảng rời khỏi quán bar Chương 543, cửa biệt trùng phùng. Cửa sổ xe được mở ra, gió mát thổi tới trước mặt làm cao bằng hít mắt lại. Tiểu thảo quấn ở trên vai hắn và thò đỉnh quang ra ngoài cửa xe. Chiếc đỉnh quang với hai màu đen trắng giao nhau bị gió thổi cho rối bời. Ban đầu còn tưởng rằng ba năm trôi qua, thế giới áp chế ở trái đất thế nào cũng tăng lên tới hoàng cấp, kết quả không ngờ vẫn chỉ là vương cấp. Lần này hắn trở về cũng vì đã ở thế giới hắc vụ quá lâu, Ông ngoại tuổi tác đã cao, người già tất nhiên có thể gặp mặt được lần nào hay lần đó. Hắn trở về chủ yếu là để thăm ông ngoại một lát, thuận tiện xem tập đoàn Nam Thiên bên này có gặp phải nguy hiểm gì không. Cao bằng để gần như phần lớn ngự thú ở trong không gian của ngự thú hoặc ở lại thế giới hắc vụ. Chỉ có Tiểu Thảo, Nam Quốc, Bắc Quốc, Tiểu Hoa và Chiêu Tài có thể theo hắn trở lại trái đất. Ngay cả A Xuẩn trước đó vẫn là một tấm biển bối cảnh chỉ có thể hô 666 trên chiến trường. Thời gian trước ở trong vùng biển phong bạo tìm được một viên linh thạch không gian nặng 2 tấn. A Xuẩn đang tấn thăng hoàn cấp khi Cao Bằng rời đi, cũng không biết bây giờ đã thăng cấp thành công chưa. Con cá mè hoa kia thật đúng là một con cá gian từ đầu đến đuôi, cũng không biết nó làm sao biết được những tin tức đó. Cao Bằng luôn có cảm giác biển rộng này giống như cửa sau nhà nó, dẫn theo hắn đi dạo quanh trong biển rồi nhặt nhạnh chỗ tốt. Ngự thú của hắn có thể thăng cấp nhanh như vậy cũng có một phần công lao rất lớn của con cá mè hóa này. Số lượng cụ thể thế nào thì hắn không nhớ rõ, nhưng hắn biết tế đàn đã tiện thể khôi phục lại 10%. Đây là cửa lớn của tập đoàn sao. Cao bằng kinh ngạc nhìn cánh cửa cột trắng ngói xanh cao tới hơn trăm mét, nhìn qua vô cùng khí thế, liếc mắt nhìn qua giống như đại điện hoàng cung, ở phía trên còn khắc ba chữ lớn vàng son lộng lẫy. Nam Thiên Môn Ở trên cột trắng có một con cự mãng lớn bằng vải nước quấn ở trên cây trúc, mảnh vảy mảnh trắng vô cùng tinh xảo, còn phun ra lưỡi rắn trông rất sống động. Khu nhà xưởng đã dời đến bên cạnh. Bây giờ, ở đây là tòa nhà văn phòng tổng bộ và khu nhà ở của nhân viên cùng với sân huấn luyện. Có người mặc đồng phục chiến đấu dẫn theo ngự thú bước đi vội vàng, cũng có người mặc quần áo thường dắt trẻ con đi dạo tán gẫu. Không có ai biết Cao Bằng ra ngoài 3 năm đã lặng lẽ trở về vào hôm nay. Chỉ có kỹ hàng vũ sớm nhận được tin tức nên ở nhà chờ hắn về. Từ phía xa, Cao Bằng đã nhìn thấy một bóng người cao lớn đứng chờ ở trước cửa, mái tóc hoa râm nhưng vẫn rất có tinh thần. Cháu về rồi. Khóe mắt đầy nếp nhăn của ông ngoại kéo lên, đi tới nắm tay của cháu ngoại quan sát thật kỹ, cháu gầy đi, nhưng trông càng có tinh thần. Kỷ hàng vũ nói xong lại kéo cao bằng đi vào nhà, ở bên kia chắc không có đồ gì ngon. Cháu mau vào phòng ăn đi, ta đã nấu canh sườn rong biển cháu thích nhất đấy. Cao bằng đi vào biệt thự, đột nhiên nhìn về phía phòng khách. Ở trên ghế salon gần cửa sổ phòng khách, ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống mái tóc dài màu đen của nàng tạo thành vần sáng màu vàng. Nàng mặc áo màu trắng, quần dinh sáng màu, gương mặt xinh đẹp trắng miệng đang mỉm cười nhìn thấy cao bằng trở về trong mắt bắc thanh niên lộ rõ sự kinh ngạc sau đó thu hồi ánh mắt đứng dậy khép quyển sách trên tay lại chuẩn bị chào ra về ông ngoại đã mở miệng giữ lại cháu ở lại ăn một bữa cơm đã hôm nay tiểu bằng vừa về trước đó chẳng phải các cháu cũng quen biết nhau rồi sao bắc thanh niên trầm ngâm một lát cuối cùng khẽ gật đầu vậy thì quấy rầy trên bàn cơm Ông ngoại cười gấp thức ăn cho bác Thanh Nghiên và Cao Bằng, đồng thời nói với cháu ngoại về một vài chuyện thú vị đã xảy ra trong 3 năm hắn rời đi. Đại thể là nói tới nguyên nhân bác Thanh niên lại xuất hiện ở đây. Từ sau khi Cao Bằng đi Bắc Cực về, trên cơ bản mỗi tháng tập đoàn Nam Thiên đều sẽ tiếp tế hàng không cho Bắc Cực một lần. Bên trong đều là các loại đồ ăn ngon và các nguyên liệu nấu ăn được ướp lạnh. Sau khi liên tục đưa tròn một năm thì bộ lạc Bắc hàng trở về trái đất, bởi vì thân phận của bắc thanh niên đặc biệt nên ở lại bộ lạc bắc hàn sẽ rất xấu hổ địa vị của nàng rất cao xem như là lão tổ tông còn sống nhưng người bây giờ đang cầm quyền bộ lạc bắc hàn vẫn còn sống khỏe trên đầu chẳng biết tại sao lại có thêm một tổ tông tới bọn họ xấu hổ mà bắc thanh Nghiên cũng không được tự nhiên sau đó nàng dứt khoát dẫn theo hàng băng tu la kỵ sĩ một đường đi về phía nam khi đi ngang qua du châu từ mẫu thú cất ở trong ngực cảm giác được từ công thú mà cao bằng để ở trong biệt thự. Dù sao bắt người tay ngắn ăn người miệng mềm, nếu đã tới mà không vào thăm hỏi thì không thể nào nói nổi. Sau khi biết được cao bằng không ở đây, nàng vốn muốn rời đi, nhưng bị mèo già hóa cáo kỹ hàng vũ dùng thủ đoạn nhỏ kéo ở lại tập đoàn Nam Thiên cung cấp ăn uống. Bắt thanh nghiên ấy nấy nên bảo ngự thú của nàng giúp kỹ hàng vũ giải quyết một vài chuyện. Cứ như vậy hàng băng tu la kỵ sĩ trở thành tay chân chuyên dùng của tập đoàn Nam Thiên. Bác Thanh Nghiên được kỹ hàng vũ xem là cháu dâu nên cũng thường xuyên bị hắn mời tới cùng ăn cơm. Hắn còn đặc biệt xây dựng một biệt thự khác ở bên hồ. Một lát sau, kỹ hàng vũ để đổ xuống nói ăn no rồi, sau đó chậm rãi đứng dậy đi lên tầng. Các cháu cứ tiếp tục ăn đi. Ta lên trên tầng đi ngủ, người già thường hay buồn ngủ lắm. Trên bàn cơm chỉ còn lại Cao Bằng và Bắc Thanh Nghiên, hai người cảm thấy hơi xấu hổ nên bầu không khí cũng rất kỳ lạ. Đã lâu không gặp. Cô ở Du Châu bên này đã quen chưa? Đồ ăn chỗ chúng tôi đều có chút cay. Cao Bằng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này trước. Tôi vẫn rất thích ăn thức ăn ở chỗ của các anh, ăn còn ngon hơn thức ăn của chúng tôi thời đó. Bắc Thanh Nghiên gật đầu. Sau đó hai người lại chìm vào im lặng. Ừ. Tôi nhìn ra được cô thích ăn đồ ăn chỗ chúng tôi, cô xem mặt cô cũng tròn lên rồi kìa. Cao bằng cái khó ló cái không nói một câu để giảm bớt xấu hổ. Bắt thanh nghiên. Bắt thanh nghiên lấy một tờ giấy ăn từ trên bàn lau khóe miệng, ung dung để đổ xuống, tôi ăn no, anh ăn tiếp đi. Nói xong, nàng đứng dậy rời khỏi biệt thự. Cao bằng cảm giác hình như mình vừa rồi đã nói sai điều gì đó. Nhưng mặt cô ấy thật sự tròn lên mà. Sáng sớm hôm sau, phía bên ngoài cửa sổ truyền đến tiếng huyên náo đánh thức Cao Bằng dậy. Cao Bằng từ trên giường đứng lên đi dép ra ban công tầng 2 nhìn xuống, chỉ thấy trên sân cỏ có rất nhiều người đang đứng nhốn nháo. Cao Bằng nhìn thấy trong đó có người nhìn rất quen mắt, nhưng phải nhíu mày suy nghĩ một lát mới nhớ ra thân phận của người này. Đây không phải là thầy giáo trong trường của mình sao? Hắn tiếp tục nhìn những bạn học trên sân cỏ thấy tuổi tác của những người này chưa lớn liền hiểu ra chắc những người này là học sinh của thiên các học phủ hắn trở lại phòng vệ sinh rửa mặt sơ qua rồi thay quần áo ra cửa lưu lão sư đã lâu không gặp cao bằng cười vẫy tay với một ông lão sư đeo kính cách đó không xa người đàn ông được gọi là lưu lão sư quay đầu nhìn thấy cao bằng thì hơi sững sốt sau đó trên mặt nở nụ cười rạng rỡ như hoa cúc ôi chào lão hiệu trưởng ngài đã về rồi Ngài về lúc nào vậy? Lưu lão sư vội vàng bảo những học sinh này qua chào hỏi cao bằng. Những học sinh này đều không nhận ra cao bằng. Dù sao 3 năm trôi qua, những học sinh đã từng ở trong trường học cơ bản đều đã tốt nghiệp, bây giờ toàn là học sinh mới. Đó là ai vậy? Hình như chỉ lớn hơn so với chúng ta có mấy tuổi. Ngươi không nghe thấy Lưu lão sư gọi hắn là hiệu trưởng à, ngươi quên tấm hình ở trên bảng đen kia rồi sao? ồ, hình như thật sự là cùng một người. Chương 544, Cúp trường trung học cả nước. Lưu lão sư, mọi người tới nơi này làm gì vậy? Cao bằng cười treo gẹo nói, sẽ không phải là thấy biết tôi vừa trở về mà tới chứ. Lưu lão sư cười nói, xem ngài nói kìa, nếu như biết lão hiệu trưởng ngài trở về thì không chỉ là tôi, phó hiệu trưởng và đám chủ nhiệm chắc chắn đều sẽ đến. Chúng tôi chuẩn bị đi tham gia cuộc thi đấu giữa các trường trung học, vòng đấu loại tổ chức ở Du Châu chúng ta. Kỷ động nói muốn cho học sinh tham gia thi đấu tới đây một chuyến, để cho bọn họ thêm cố gắng. Ồ, thì ra là vậy. Cao Bằng chợt hiểu ra rồi gật gật đầu. Trên thực tế hắn căn bản không biết cuộc thi giữa các trường trung học gì đó, nhưng vẫn gật đầu. Trước đó mình rời khỏi trái đất nên không thể tiếp tục làm hiệu trưởng, đành phải mời ông ngoại đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng của thiên các học phủ giúp quản lý trường học hắn không yên lòng khi để người khác ngồi lên vị trí này cho nên chỉ có thể làm phiền ông ngoại ông ngoại từ phía sau đi tới liếc nhìn cháu ngoại của mình nghĩ đến tối qua khi mình ở trên tầng nghe hắn và cô bé họ bắt kia nói chuyện hắn lại tức giận tại sao cháu mình lại ngu xuẩn như vậy năm đó mình theo đuổi bà ngoại của nó cũng chưa từng ngốc như vậy khi cha nó theo đuổi con gái mình cũng rất giảo hoạt thế nào truyền đến đời này lại biến thành khúc gỗ như thế cũng không biết tới lúc nào mình mới được bế chắc đây. kỹ hàng vũ đi tới, những học sinh đang xì xào bàn tán đều ngậm miệng ngoan ngoãn nhìn hiệu trưởng. năm nay chính là cúp các trường trung học cả nước lần thứ hai, năm ngoái các ngươi không đạt được xếp hạng lý tưởng, chỉ đứng thứ tám. đương nhiên ta đã nhìn thấy sự cố gắng của các ngươi, nhưng ta hy vọng năm nay các ngươi có thể cố gắng hơn nữa, chỉ cần có thể đạt được thứ hạng tốt hơn năm ngoái là được. Kỷ Hàng Vũ nói rất uy nghiêm. Nếu như thành tích của các ngươi tốt hơn năm ngoái, tất cả học sinh tham gia thi đấu đều được thưởng một ngự thú cấp thủ lĩnh có phẩm chất hoàng mỹ. Nếu như có thể tiến vào top 3, tất cả học sinh tham gia thi đấu có thể tùy ý lựa chọn một con ngự thú cấp thủ lĩnh trong tập đoàn. Bên trong thậm chí có phẩm chất sử thi, cái này phải xem ánh mắt của các ngươi thế nào. Kỷ Hàng Vũ nói với ẩn ý sâu xa. Nghe hiệu trưởng nói vậy, những học sinh này đều hít thở dồn dập cấp sử sử thi bọn họ đều biết điều này đại biểu cho cái gì điều này đại biểu cho tiền đồ tươi sáng cũng đại biểu tương lai của bọn họ càng rộng lớn hơn hiệu trưởng nếu như chúng tôi lấy được danh hiệu đứng đầu thì sao một học sinh trong đó đột nhiên lấy dũng khí lớn mật nói kỹ hàng vũ nhìn qua học sinh kia ánh mắt sắc bén làm cho can đảm của người đó thật vất vả mới lấy ra được chút thiếu chút nữa bị chọc thủng nếu như các ngươi lấy được vị trí thứ nhất ta làm chủ cho mỗi người các ngươi một con ngự thú có phẩm chất sử thi bảo lão hiệu trưởng của các ngươi tự mình làm theo yêu cầu của các ngươi kỹ hàng vũ đột nhiên chỉ về phía cao bằng đứng ở bên cạnh trên gương mặt cao bằng đầy vẻ vô tội không hiểu sao mình nằm không cũng trúng đạn hắn nhìn những ánh mắt mong đợi của các học sinh sau đó khẽ gật đầu được, chỉ cần các ngươi lấy được quán quân, ta sẽ đưa ngự thú theo yêu cầu của các ngươi. Sư tử, hổ, sói, hưu nai đều có thể. Còn không mau cảm ơn hiệu trưởng. Lưu lão sư không giống như những học sinh này, hắn biết lão hiệu trưởng này có năng lực vô cùng kỳ diệu, cho dù là hắn cũng không nhịn được cảm thấy hâm mộ. Có thể làm cho lão hiệu trưởng tự mình tạo ngự thú cho bọn họ là chuyện rất tốt. Đương nhiên Giành được quán quân toàn quốc cũng là một việc đặc biệt khó khăn, nói là mức khó như địa ngục cũng không quá đáng. Chỉ hy vọng những học sinh này có thể nắm lấy cơ hội. Trong lòng Lưu Lão Sư thầm thở dài. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, Lưu Lão Sư chào Cao Bằng và Kỷ Hàng Vũ, sau đó dẫn theo các học sinh và ngự thú của bọn họ lên xe tải rời đi. Ông ngoại, cuộc thi đấu các trường cao đẳng toàn quốc này là gì vậy? Đây là lần đầu tiên cháu nghe nói tới chờ sau khi bọn họ đi rồi, cao bằng mới nói chuyện với ông ngoại. nhìn bộ dạng cháu ngoại, sắc mặt kỹ hàng vũ cũng không dễ nhìn. nhưng dù sao đây cũng là cháu ngoại duy nhất mình. hắn tức giận trừng mắt với cao bằng, sau đó khẽ nói: bắt thanh niên là một cô gái tốt, trong lòng rất thiện lương, mông cũng lớn, có thể sinh dưỡng. cháu tốt nhất nên xử lý tốt chuyện này cho ông nếu như cháu thật sự không thích kiểu người như con bé thì cũng không cần làm chậm trễ thời gian của người khác a à, cao bằng trợn mắt há hốc mồm ngài sao ngài lại đột nhiên nói chuyện này trước đó cao bằng căn bản không nghĩ tới phương diện nam nữ dùng ngự thú không vui hay là săn vết quái vật không kích thích vậy ông ngoại chuyện này không phải tuổi thọ của ngự sử sẽ kéo dài sao cháu cảm thấy bây giờ suy nghĩ việc này thì quá sớm đấy cao bằng cười gượng hơn nữa cho dù ta có thiện cảm với người khác người khác cũng không chắc sẽ có thiện cảm với cháu nếu như bị từ chối chẳng phải sẽ rất xấu hổ sao đến lúc đó ngay cả làm bạn cũng không được người khác không có thiện cảm với cháu à cháu nói nhảm ai sẽ vô duyên vô cớ có thiện cảm với một người chứ cháu tưởng mình đẹp trai lắm hay rất giàu có vậy kỹ hàng vũ đột nhiên dừng lại quan sát cháu ngoại sau đó hừ lạnh một tiếng nội tâm bên trong một người mới là quan trọng nhất. Cháu chưa từng theo đuổi con gái, cháu sợ đến lúc đó khéo quá hóa vụn trái lại làm cho người khác chán ghét. Cho dù cao bằng săn giết quái vật đế cấp cũng không luống cuốn như vậy. Kỷ hàng vũ im lặng một lát, vậy thì dùng sự chân thành của cháu đi. Tim người dù sao cũng là máu thịt tạo ra, cháu tốt với người khác, người khác sẽ cảm nhận được. Kỷ hàng vũ vỗ nhẹ vào vai cháu ngoại rồi nói sang chuyện khác, đúng rồi, Đồng tượng và đồng linh cháu để ở nhà lúc trước đã bị người trong bộ lạc bọn họ đón đi rồi. Bọn họ sử dụng tin tức về một chân long quả để đổi. Chân long quả. Cao bằng hơi sững sốt. Trên thực tế chân long quả này vốn là do hắn chuẩn bị cho ông ngoại, mặc dù trong tài liệu tiến hóa của đại tử cũng cần phải có chân long quả, nhưng chỉ là một tài liệu phụ hơn nữa bây giờ đại tử đã lên phẩm chất thần thoại nên cũng không cần loại chân long quả này nữa trái lại bạch long của ông ngoại dùng chân long quả phối hợp với một ít tài liệu khác có thể lên bạch long ngũ trảo với phẩm chất truyền thuyết chân long quả ở đâu hai mắt cao bằng lập tức sáng lên ban đầu chẳng qua chỉ là tùy ý kết quả lại có thể thật sự đổi thành tin tức về một bảo bối coi như là lợi dụng phế vật trên thực tế cao bằng vốn không định giết đồng tượng và đồng linh nếu như ngay cả bọn họ cũng giết, vậy thì đã thật sự kết thù với bộ lạc tan đồng. Nhưng nếu như chỉ giết hai người trong đó cũng trả về hai người, ngược lại sẽ tạo thành một chút phiền toái với bộ lạc tan đồng. Trên thực tế, Cao Bằng vẫn luôn hiểu rõ tâm tư của đồng tượng cũng không thô lỗ như biểu hiện bên ngoài. Thậm chí Cao Bằng còn biết đồng ma bị đồng tượng mê hoặc mới chém giết anh thiên thụ. Ở dưới tình hình không rõ tùy tiện chém giết một quái vật đỉnh cấp của thế giới khác vốn là một hành vi rất ngu xuẩn, chỉ cần là người có chút cẩn thận đều sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế. Đồng Ma cũng vì bị đồng tượng nói bóng nói gió ám chỉ còn khích tướng mới chém anh thiên thụ, liên kết đại tế ti trong nhà đồng tượng và tộc trưởng của bộ lạc trong nhà đồng Ma, hai bên đều là hai phe có quyền thế lớn nhất trong bộ lạc. Điều này cũng không phải là do cao bằng suy nghĩ nhiều tộc trưởng bộ lạc tan đồng không phải là thừa kế, mà là người ưu tú nhất của thế hệ trẻ tuổi đảm nhiệm tộc trưởng. Tộc trưởng chết một người con trai, nhưng có một người con trai của Đại Tế Ti, chỉ là bộ lạc của bọn họ nội đấu lại có thể dính dáng phần lớn tinh lực của bọn họ. Chân Long Quả ở trong một di tích thế giới, chỗ thế giới này còn chưa mở ra, 100 năm mới mở một lần. Bây giờ còn cách lần mở ra tiếp theo là hai năm nữa. Kỷ Hàng Vũ nói. Được, đến lúc đó cháu nhất định sẽ nghĩ cách lấy được nó." Cao Bằng gật đầu. "Ông ngoại, trong giải thi đấu năm ngoái, chúng ta chỉ lấy được vị trí thứ 8 thôi sao?" Vừa rồi ở trước mặt những học sinh kia, Cao Bằng không nói ra những lời này, nhưng hắn vẫn thấy không tin nổi. Tập đoàn Nam Thiên của mình nuôi dưỡng rất nhiều ngự thú, hơn nữa trước khi mình đi cũng để lại rất nhiều cách điều chế dược tề. Cộng thêm thiên các học phủ vốn là trường học tư nhân, từ mặt nào đó chính là dòng chính của tập đoàn Nam Thiên, như vậy cũng chỉ giành được vị trí thứ 8 trong cuộc thi giữa các trường trung học. Bây giờ học sinh cấp 3 kinh cũng như vậy sao? Ta biết cháu muốn nói gì, bên trong tập đoàn cung cấp cho bọn họ giúp đỡ không lớn, chỉ là ra sức cung cấp tài nguyên dạy học, nhưng tuyệt đối không tùy tiện tặng ngự thú cho bọn họ. Kỹ hàng vũ cười lắc đầu, chúng ta có thể lập tức cho bọn họ ngự thú, nhưng chúng ta không phải đơn thuần muốn thứ hạng mà là mượn hình thức này để bồi dưỡng được ngự sử ưu tú hơn khi rèn luyện ra được thì lập tức có thể cho ngự thú